Yo, xin chào anh em đã quay trở lại với thế giới Mobile Legends của mình. Và mình là Tom ở đây. Hẳn rằng nếu như mà anh em nào đã theo dõi cái channel Mobile Legends của mình ngay từ những thời gian đầu thì mình đã mang đến cho anh em rất nhiều những cái vị tướng, rất nhiều những cái series gọi là top 5, những cái vị tướng có khả năng làm được điều này điều kia. Có những cái vị tướng mà mình đã giới thiệu cho anh em đó là với một combo tròn chỉnh của vị tướng đó, anh em hoàn toàn có thể gọi là dứt điểm những cái mục tiêu của team địch từ 2 cho đến 3 mục tiêu rất là dễ dàng. Nhưng đã bao giờ chúng ta đã từng đi tìm những cái vị tướng mà chỉ với chiêu cuối của mình họ có thể gọi là cho đối phương bay màu hoặc đốt đi 3/4 cái máu của đối phương một cách vô cùng dễ dàng chưa? Vậy thì ngày hôm nay ở trong video clip này của mình sẽ giới thiệu cho anh em đó là 5 vị tướng có khả năng khiến cho đối phương bay màu chỉ trong một nốt nhạc với một cú click chiêu cuối vô cùng đơn giản của mình. Khi mà mình đề cập đến cái chủ đề này thì hẳn rằng anh em đã có trong đầu một số cái vị tướng có khả năng làm được điều đó rồi đúng không? Vậy thì hãy xem hết video clip này của mình để xem 5 cái vị tướng mà mình đang đề cập đến thì có phải là những cái tên mà anh em đang nghĩ đến không nhá. Rồi thì bây giờ hãy đi tìm đó là những cái tên nào nào. Vị tướng đầu tiên có cái khả năng đó mà mình muốn chia sẻ đến cho anh em ở đây đó chính là Veil, Khiển Phong Ma Thuật Sư. Veil cũng là vị tướng đầu tiên mà mình bỏ tiền ra để mua về anh em ạ. Và đây cũng là cái vị tướng mà mình mua về đầu tiên. Và cái thời điểm mà mình mua vị tướng này cũng là cái giai đoạn mình mới chỉ chơi Mobile Legends có được đâu đó khoảng một tuần thôi anh em ơi. Tức là sau một tuần thì vị tướng Veil này ra mắt, thì mình đã bỏ tiền ra mình mua vị tướng này với mục đích đó là mang về để review cho anh em xem sức mạnh của Veil là như thế nào. Và bên cạnh đó thì cho đến thời điểm hiện tại, Veil cũng là một trong những vị tướng duy nhất ở trong Mobile Legends có khả năng nâng cấp các kỹ năng của mình khi đạt tới các level, đó là level 4, level 6 và level 8. Cụ thể ở đây là Veil có hai hướng có thể lên được, đó chính là hướng chuyên sát thương và hướng thứ hai đó là hướng chuyên khống chế và hỗ trợ. Thì chúng ta có thể lên line, vừa lên sát thương vừa lên khống chế, hoặc là lên thuần khống chế hoặc là lên thuần sát thương đều được. Và quay trở lại với chủ đề của video clip ngày hôm nay, đó là bàn về những vị tướng sở hữu chiêu cuối siêu mạnh. Thì Veil ở đây chúng ta bàn đó là Veil khi mà lên theo cái hướng cường hóa sát thương ở chiêu cuối. Cụ thể ở đây với mô tả đến từ chiêu cuối của mình thì Veil sẽ triệu hồi ra một cái cơn bão cực mạnh ở trong một cái phạm vi chỉ định. Và sau 1,5 giây cái cơn bão này sẽ phát nổ. Về cơ bản cái chiêu cuối phong bão của Veil đã rất là khỏe rồi. Nhưng mà khi chúng ta cường hóa cái chiêu cuối phong bão của Veil theo cái hướng tăng sát thương thì cái sát thương đến từ chiêu cuối này nó còn kinh khủng khiếp hơn nữa anh em ạ. Như anh em đang nhìn ở trên video clip này, Veil là một vị pháp sư có vai trò đó là khống chế tập thể và đặc biệt là cấu rỉa. Đây cũng là một trong những pháp sư có khả năng thi triển chiêu thức ở tầm rất là xa và vô cùng an toàn. Tuy nhiên, nhược điểm của Veil ở đây đó là vị tướng này hoàn toàn không có bất kỳ kỹ năng có thể chạy trốn hay là kỹ năng di chuyển nào cả. Veil rất phụ thuộc vào hai phép bổ trợ đó chính là tốc hành và tốc biến. Ở trong đấu trường meta hiện tại thì Veil không quá là được ưa dùng anh em ạ, bởi vì pháp sư này không quá cơ động. Cho nên đối với những cái vị pháp sư khác có khả năng cơ động ưu việt hơn, ví dụ như là Kurtita, Hurley hay là Hurrit, thì những cái vị tướng đó nó sẽ được ưu tiên lựa chọn hơn là Veil. Tức là nếu mà chúng ta mà chơi theo team anh em thì chúng ta hãy nên lựa chọn Veil. Tại vì khi đó chúng ta có thể nhờ bạn bè của mình lựa chọn những cái vị tướng có khả năng bảo kê, thì lúc đó Veil sẽ rất là mạnh. Thế nhưng nếu mà chúng ta chơi rank, chúng ta chơi rank solo ấy, thì mình khuyên anh em không nên chọn vị Khuyển Phong Ma Thuật Sư này. Bởi vì cái khả năng thiếu cơ động của Veil nó chính là cái án tử chí mạng của vị tướng này. Khi mà có rất nhiều những cái vị tướng cơ động khác hợp meta hiện tại rất dễ săn Veil và có thể kết liễu vị tướng này chỉ trong một nốt nhạc, giống như những gì hắn làm để mà kết liễu đối phương vậy. Cái vị tướng thứ hai mà mình muốn chia sẻ đến cho anh em cũng sở hữu cái chiêu cuối có khả năng nhất kích tất sát. Đấy chính là Aurora, nữ hoàng băng giá. Với cái chiêu cuối của bà hoàng này đó chính là Bắc băng hủy diệt. Cụ thể, Aurora sẽ triệu hồi tảng băng khổng lồ tấn công khu vực chỉ định. Tất cả những kẻ địch ở trong phạm vi chúng phải sẽ chịu một cái lượng sát thương khổng lồ, cũng như là phải chịu lên tới 60% khả năng làm chậm nếu như chúng phải cái chiêu cuối này. Aurora cũng giống như Veil, cũng là một pháp sư thiên về khả năng khống chế tập thể và dồn sát thương. Tuy nhiên, Aurora cũng hoàn toàn không có bất kỳ cái kỹ năng có khả năng di chuyển và cũng khá là phụ thuộc vào phép hỗ trợ tốc hành và tốc biến. Cơ mà mình thấy ở đâu đó Aurora vẫn được lựa chọn nhiều hơn Veil, đó chính là nội tại của vị tướng này, niềm kiêu hãnh giá băng. Đó là mỗi lần Aurora sử dụng kỹ năng, vị tướng này sẽ nhận được một tầng năng lượng băng giá, và khi Aurora tích đủ 4 tầng năng lượng rồi thì lần gây sát thương kế tiếp bằng kỹ năng sẽ đóng băng mục tiêu. Tất cả các kỹ năng sẽ gây thêm sát thương phép thuật cho mục tiêu bị đóng băng. Tức là nếu như mà chúng ta chơi Aurora ấy thì cái điều cơ bản mà anh em cần biết đó là chúng ta phải spam chiêu thức đủ 4 lần để cho cái thanh năng lượng của Aurora nó sẽ được đầy, nó chuyển từ màu trong sang màu đỏ. Và khi đó nếu như chúng ta thi triển cái chiêu cuối của mình, ngoài việc gây một lượng sát thương cực lớn đến từ chiêu cuối như vậy, thì cái chiêu này của Aurora nó còn nhận được thêm sát thương từ nội tại cũng như là khả năng đóng băng toàn bộ đội hình team địch.
sẽ rất là thường xuyên nếu như anh em có thể thấy được. Chỉ cần với một cái chiêu cuối của mình thì Aurora hoàn toàn có thể cấu đi 3/4 máu của gần như toàn bộ đội hình team địch, cũng như là làm bay màu cả team địch nếu như trang bị của Aurora đã đủ. Quá là kinh khủng luôn đúng không anh em? Vị tướng tiếp theo, vị tướng thứ ba mà mình muốn chia sẻ với anh em có cái kỹ năng gọi là chiêu cuối vô cùng bá đạo như vậy, đó chính là Odette. Odette thì mình đã có giới thiệu với anh em ở một cái video clip mà mình thực hiện cùng với cả Johnson vào ngày hôm qua rồi, nếu như anh em có xem, hoặc anh em có thể tìm lại cái video clip Odette với cả Johnson ở trên kênh của mình thì anh em cũng sẽ thấy ngay. Đó chính là vị tướng này có khả năng dồn sát thương cực kỳ mạnh với chiêu cuối của mình, chỉ với chiêu cuối của mình thôi anh em nhé, Vũ Khúc Thiên Nga. Khi mà thi triển chiêu cuối của mình thì Odette sẽ lấy bản thân của vị tướng này làm tâm và sau đó sẽ gây một sát thương cực kỳ mạnh ở trên một phạm vi rất là rộng. Cứ mỗi 0,5 giây thì Odette sẽ gây đâu đó nó rơi vào khoảng 240, 280 hoặc 320 khi mà chiêu cuối Vũ Khúc Thiên Nga của Odette đạt tới max level. Đồng thời, vị tướng này cũng giảm 30% sát thương nhận vào khi đang thi triển kỹ năng, cùng với đó giảm 90% tốc độ di chuyển của địch. Hiệu ứng này sẽ giảm dần theo thời gian và duy trì trong 2 giây. Nếu như anh em đã có sở hữu cái điểm tài năng sùng bái đến từ bảng ngọc pháp sư thì sức mạnh của Odette nó còn kinh khủng hơn rất là nhiều. Dĩ nhiên rằng với chiêu cuối của mình thì đó hoàn toàn chưa phải đã là tối ưu hóa sức mạnh của vị tướng này đâu. Chúng ta còn phải kết hợp với hai kỹ năng còn lại của vị tướng này, đó chính là Lam Toàn Phong ở chiêu 2 và Thiên Nga Phi Vũ ở chiêu 1 cùng với nội tại của vị tướng này, đó chính là Hồ Thiên Nga. Tuy nhiên thì về cơ bản, ở trong một cái pha giao tranh mà yêu cầu dồn sát thương cực nhanh, cực mạnh và cực kỳ gấp thì Odette chỉ cần sử dụng cái chiêu cuối của mình, Vũ Khúc Thiên Nga thôi là đã quá đủ rồi anh em ạ. Vị tướng thứ tư mà mình muốn chia sẻ đến cho anh em, đây lại là một vị tướng pháp sư nữa anh em ạ. Cũng phải thôi vì đa phần ở trong Mobile Legends, những vị tướng pháp sư là những vị tướng có khả năng rất mạnh về bộ kỹ năng của mình và thường cái chiêu cuối của những vị tướng này thường nếu không là khống chế mạnh thì cũng là gây sát thương mạnh rồi. Đó chính là Kurita, nữ thần đại dương. Kurita là một pháp sư nó khá là đặc biệt và đặc thù so với những cái pháp sư mà mình đã chia sẻ với anh em ở bên trên. Đó là Kurita nếu như mà muốn gây sốc sát thương, gây ra một cái lượng sát thương vô cùng lớn đối với bất kỳ mục tiêu nào thì vị tướng này sẽ phải áp sát mục tiêu gần nhất có thể, sau đó sử dụng chiêu cuối của mình, và chỉ cần sử dụng chiêu cuối của mình thôi là kẻ địch đã sáng màn hình rồi anh em ạ. Mình xin được giới thiệu qua cái chiêu cuối của vị tướng này cho anh em, đó chính là ngọn sóng mạnh mẽ. Cụ thể khi mà thi triển chiêu cuối này thì Kurita sẽ lặn xuống nước, thì cái điểm mà Kurita lặn xuống sẽ là nơi xuất nguồn của mọi sát thương và nó sẽ gây ra nguồn sát thương cực kỳ lớn đối với những mục tiêu đứng ở trong phạm vi đấy, như những gì anh em đang xem ở trên video clip này. Tuy nhiên thì như mình có nói, để có thể áp sát được đối phương và tung ra cái chiêu cuối ngọn sóng mạnh mẽ này thì Kurita sẽ phải nhờ đến hai cái chiêu đầu tiên của mình, đó chính là Đại Dương Kỳ Quái cũng như là Hơi Thở Biển Cả. Nhưng anh em cần phải lưu ý ở đây, đó là hai cái chiêu đầu chỉ hỗ trợ cho Kurita lao và áp sát gần đối phương rồi sau đó sử dụng chiêu cuối, chứ không phải là Kurita phải phụ thuộc vào hai chiêu đó thì chiêu cuối mới phát huy được sức mạnh anh em nhé. Nếu như mà chúng ta có những cái lựa chọn vị tướng hỗ trợ cho Kurita, đó có thể là Tigreal này, hay đó có thể là những cái vị tướng gom vào hoặc là cố định lại trong khoảng độ 1 giây thôi, thì Kurita cũng không cần đến hai chiêu kia đâu. Kurita hoàn toàn có thể sử dụng duy nhất một cái chiêu cuối của mình, anh em chỉ cần click vào và sau đó nhìn thành quả của mình đã đạt được là như thế nào thôi. Kurita ở thời điểm hiện tại khác với Veil và vượt trội hơn Aurora. Đó là vị tướng này rất mạnh ở meta mùa thứ 12 của chế độ đấu xếp hạng trong Mobile Legends, cho nên anh em hoàn toàn có thể thoải mái mua vị tướng này về tập, sau đó chơi và mang vào trong rank để mà làm loạn thôi. Cái vị tướng cuối cùng mà mình muốn chia sẻ cho anh em, đó là sở hữu cái chiêu cuối có khả năng chỉ cần một click là khiến đối phương bay màu. Vị tướng này nó khác so với 4 cái tên còn lại, và cái vị tướng này chỉ có thể gọi là kết liễu được đối phương đơn mục tiêu thôi, nhưng mà mình thấy rất xứng đáng để cho vào cái danh sách này. Đó chính là Kiếm Sĩ Không Gian Saber. Chiêu cuối của Saber ở đây có tên gọi đó là Tam Liên Trảm. Cụ thể, trong 1,2 giây, Saber sẽ hất tung và tấn công bất ngờ vào cái mục tiêu mà hắn chọn với 3 phát đánh liên tục. Ở giai đoạn giữa và cuối game, khi mà Saber đã có từ 3 cho đến 4 trang bị của mình, hắn ta hoàn toàn có thể dứt điểm được đối phương chỉ trong một nút nhạc, chỉ trong tích tắc thôi, mà thậm chí đối phương còn không biết được là vì sao mình chết cơ anh em ạ. Ví dụ như là đối với 4 pháp sư mình đã kể bên trên thì đối phương sẽ còn khoảng độ 0,5 cho đến 1 giây để định thần, nhưng mà đối với Saber thì không. Đối phương chỉ cần lơ đánh đi trong tích tắc là Saber hoàn toàn có thể kết liễu được mục tiêu đối phương. Đối với Tam Liên Trảm, dĩ nhiên không hẳn chỉ có đó là Tam Liên Trảm, mà combo của Saber nếu như mà anh em muốn tối ưu hóa sát thương ở đây, đó là anh em sẽ phải sử dụng cái chiêu 1 lưỡi kiếm bay trước rồi sau đó mới lao vào với chiêu cuối Tam Liên Trảm.
Tuy nhiên, ở giai đoạn cuối game khi mà Saber đã full đồ thì có lẽ là không cần hai chiêu còn lại đâu anh em ạ, mà Saber chỉ cần đứng ở trong phạm vi có thể thi triển được chiêu cuối tăng liên trảm, rồi sau đó chọn vào mục tiêu mình muốn và sử dụng cái chiêu 2 áp sát để chạy đi khi mà đã dứt điểm xong đối phương, như vậy là xong. Bên cạnh đó, chiêu cuối của Saber cũng là một trong những cái chiêu thức có thời gian hồi rất là nhanh, nó chỉ rơi vào khoảng độ từ 17 cho đến 20 giây để hồi chiêu và tiêu diệt một mục tiêu thôi. Thế nhưng khá là đáng tiếc là ở meta hiện tại, Saber lại không quá được trọng dụng. Đó là bởi khi mà lao vào ấy và thực hiện cái tam liên trảm của mình thì vị tướng này không được gọi là kháng lại những cái sát thương đến từ vật lý hay là phép thuật đâu anh em nhé. Và Saber khi mà thực hiện cái tam liên trảm ấy vẫn phải chịu sát thương như bình thường, và nó sẽ rất dễ dàng xảy ra cái khả năng đó là Saber một đi không trở lại, lao vào nhưng không rút ra được. Đó là bởi khi mà Saber gọi là tam liên trảm trúng cái mục tiêu rồi thì những cái đồng đội của cái mục tiêu đó sẽ vây hãm và tiêu diệt Saber ngay lập tức. Đây chính là cái lý do chính để Saber rất ít khi được mang vào trong chế độ đấu xếp hạng của Mobile Legends. Hy vọng rằng trong thời gian tới mình đã gọi là chia sẻ với anh em rất nhiều rồi, đó là cái vị tướng Saber này nếu như có thể thi triển cái chiêu tam liên trảm mà ở trong trạng thái bất tử với anh em thì họa chăng vị tướng này mới có thể quay trở lại được cái đấu trường chuyên nghiệp của Mobile Legends. Trên đây là top 5 vị tướng có khả năng một cú click chuột vào chiêu cuối khiến cho đối phương bay màu. Không biết rằng anh em còn có những cái tên hay là anh em còn biết được những cái vị tướng nào sở hữu cái tuyệt kỹ ở chiêu cuối của mình, đó là nhất kích tất sát này không? Hãy cùng để lại comment ở bên dưới video clip này và chúng ta cùng thảo luận nhé. Đừng quên, nếu như thấy video clip này hay và bổ ích, hãy để lại cho mình một like và một subscribe, đăng ký kênh cũng như chia sẻ để giúp cho channel của mình phát triển. Và anh em có thể xem thêm được nhiều video clip hay ho và hấp dẫn hơn nữa nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye!